Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Như video hôm trước thì sân tình chúng tôi có chia sẻ về cái phần lắp ráp các cái chi tiết của nhà gỗ toàn bộ bằng hàng gỗ tận dụng ấy, các bạn ạ. Có mỗi cái đằng trước ấy, thì hôm qua anh em có chiều qua là vừa lắp xong là xẻ gỗ tấm phên thôi, là dày 2 phân đấy các bạn ạ. Còn các bạn có thể thấy đằng trong toàn bộ là gỗ của Sơn Thịnh tận dụng được hết. Và cái hệ thống sàn đây thì hôm nay Sơn Thịnh bắt đầu là cái làm đến sang cái phần lắp ván sàn các bạn ạ. Toàn bộ ván sàn và hệ thống đằng trước đây thì đều là dày 2 phân. Được Sơn Thịnh xẻ toàn bộ bằng gỗ lim này các bạn này. Xẻ gỗ lim. Hôm nay thì anh em bắt đầu lắp sàn công đoạn lắp ván sàn. Thì ở phần đáy của cái sàn này thì Sơn Thịnh đã chúng tôi đã bố trí làm một cái hệ thống nót bằng tấm alu rồi, dày 2 phân. Tiếp đó thì sẽ giải lắp ván sàn lên đây. Cái tấm alu thì nhiệm vụ để làm phẳng cái nền và cũng là làm nót cho cái nền này. Và bây giờ nót thêm cái phần gỗ, giải một tầng thêm phần gỗ bán sàn 2 phân lên nữa. Nắp được cái bán sàn này vào với bên được cái nhà này rất là đẹp. Đấy, bây giờ lại lấy tiếp ra đi. Đây là phía mặt trong của cái đầu âm đấy, vừa vừa để cắt đấy, xong cái này để nó vào cái đầu đồng nắp ngược lại nhá. Đây toàn bộ là những cái chiếc lan giường này, chiếc nào mà không đạt yêu cầu và bị cong thì Sơn Thịnh có cắt ra và làm vào cái ván này, cái ốp này. Toàn bộ là dày 1/2 các bạn ạ. Gõ lim rồi là hương, các loại gỗ được Sơn Thịnh tận dụng hết vào tòa nhà này. Đó là cái công trình rất là ý nghĩa đối với Sơn Thịnh chúng tôi. Cái đây là phía vách của đằng trước. Cái này thì không phải chúng tôi làm để trang trí hay gì cả, mà chúng tôi tận dụng được những tấm gỗ này thì nó có sự dày mỏng khác nhau. Dày mỏng khác nhau nên là chúng tôi phải long khung. Thì còn thừa bao nhiêu cái phần dày thừa chúng tôi dồn hết vào trong. Thì mình ốp này nó sẽ tạo được một mặt phẳng như này các bạn. Nhìn cũng rất là chắc chắn này các bạn này. Làm cái khung như kiểu những chiếc cánh tủ dày của Sơn Thịnh đang làm đấy. Cái phần này thì Sơn Thịnh mai sau sẽ bố trí hệ thống khung và lắp cánh cửa vào đây các bạn nhé. Đây là phần cửa sổ. Còn phần này là phần cửa đi. Có chiều rộng khoảng 1m 2m. Cửa sổ thì rộng khoảng 90 các bạn nhé. Nói chung là cái kích thước này thì nó sẽ phù hợp, các bạn tính toán là sao cho nó phù hợp với cái nhà của mình dự định làm là được. Hoặc các bạn nào làm cố định thì có thể xây gạch và ốp gỗ như này cũng được nhé. Thì tôi nghĩ chi phí nó chắc là cũng tương đương nhau. Còn đây thì chúng tôi làm thì toàn bộ là chúng tôi làm khung sắt. Và chúng tôi có bố trí thêm cái phần tai treo rồi các bạn này. Phần này thì tôi sẽ sau cái nắp sàn là sẽ lắp lốt cái phần này nhé, phần đằng hồi này. Thì cái phần giấy đen ở giữa thôi, phần chống ẩm và chống cách âm cách ồn, nó là cái phần giấy nót các bạn nhé, chống nóng. Đây là phần tai treo này các bạn này. Cái phần tai này thì Sơn Thịnh sẽ dùng là để treo các cái khi là mình cẩu ấy thì mình sẽ móc vào cái phần tai đấy, cái 4 cái móc của hai bên thì có thể di chuyển được. Phần dưới này thì nếu mà thích đẩy đi thì Sơn Thịnh sẽ bố trí cái bánh xe ở dưới, rút vào trong cái gầm của cái phần gạch này, phá ra cho vào là có thể đủ đi được. Dự kiến cái này, cái nhà này thì nó sẽ có trọng lượng được khoảng hơn 2 tấn các bạn nhé, khoảng 2 tấn rưỡi ước chừng như vậy. Thì cái khối lượng này thì nó tương đương với một cái thùng container. Đây là phần sàn đây các bạn này. Đây là phần ván sàn đây. Được Sơn Thịnh chúng tôi tận dụng tối đa. Gỗ lim, gỗ hương, gỗ gõ đều có hết trong này các bạn nhé. Sau khi hoàn thiện thì chúng tôi sẽ bắn màu, cân màu cho đều nhau. Nhưng gỗ thì toàn lại nhóm A, toàn lại gỗ tốt và chọn để sử dụng cho cái nhà nó được bền vững và lâu nhà, lâu dài.
Nhà này thì vì chúng tôi sử dụng rồi, hôm nay chúng tôi chia sẻ với toàn thể các bạn cái phần nát ván sàn. Tiếp theo, các công đoạn tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục quay để chia sẻ với toàn thể các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn.